Chị Cà Chua xin chào tất cả các em ơi, đã lâu rồi chị không quay video về những bạn thỏ của chúng ta đúng không? Trong thời gian vừa qua thì chị Cà Chua đã cố gắng để dung hòa mối quan hệ giữa bạn Na và những bạn khác. Nhưng mà thật là tiếc, cho tới tận bây giờ bạn Na vẫn chưa chịu hòa nhập với các bạn khác các em ạ. Vấn đề thứ hai nữa là có rất là nhiều em thắc mắc là tại sao lúc mà chị quay video, chị chơi đồ chơi, chị cho bạn Xù lên đây mà chị không cho những bạn khác. Lý do đó chính là có hai lý do. Lý do đầu tiên là thường là chị quay video vào buổi sáng thì các bạn này đang ngủ, chỉ có bạn Xù thức thôi. Và lý do thứ hai là chị đã thử cho bốn bạn này lên đây rồi nhưng mà các bạn không chịu ngồi im giống như bạn Xù đâu. Các bạn ấy chạy qua chạy lại, nghịch, gặm, phá và nhảy xuống bàn luôn, chứ không có từ tốn giống như bạn Xù của chúng ta. Bạn Xù thì mặc dù là giống thỏ sư tử nhưng cực kỳ hiền luôn các em ạ. Bạn Xù rất là thân thiện luôn, nãy giờ cứ đi qua đi lại giữa hai ngôi nhà này để làm quen với các bạn khác. Còn bạn Na của chúng ta các em, chị rất là tiếc vì bạn ấy nhất quyết không chịu ở hòa nhập với những bạn này. Tại vì mỗi lần cho vào chung á, bạn Na đều đè đầu cửa cổ các bạn khác và cắn các bạn khác luôn á. Cho nên chị rất là sợ, chị phải cho bạn ấy ở riêng thôi. Còn một vấn đề có rất là nhiều bạn thắc mắc nữa này các em. Tại vì các bạn ấy cũng vừa mới nuôi thỏ cho nên hỏi chị Cà Chua kinh nghiệm nuôi thỏ là sẽ cho thỏ ăn những gì và uống nước như thế nào. Thì chị Cà Chua thường là chị sẽ cho ăn những đồ ăn dành riêng cho thỏ như thế này. Bịch này là chị mới mua. Ngoài ra chị có thể mua thêm những cái loại cỏ. Cỏ này là cỏ nhập từ nước ngoài, có mùi rất là thơm và rất phù hợp cho các bạn thỏ để ăn. Đây nè các em. Mùi cỏ rất là thơm luôn, chị ngửi chị còn thấy thơm nữa, hèn gì các bạn thỏ này rất là thích. Còn về nước uống các em, thường thì chị Cà Chua khá là kỹ tính là cho uống nước uống đun sôi để nguội, tại vì chị sợ các bạn ấy bị đau bụng. Chị không biết là cho uống nước lạnh thì có sao không, trước giờ chị toàn cho uống nước đun sôi để nguội không à. Cái này chị cho bạn Xù ăn thử xem. Bạn Xù ăn xong rồi lại xin tiếp nữa nè các em. Đây của em đây. Các em biết không, trong những cái thời gian mà chị Cà Chua rảnh rỗi á, chị thường mở lòng và cho các bạn chạy lung tung trong nhà để chơi. Nhưng mà chị chưa bao giờ quay lại cho các em xem đúng không? Thì hôm nay chị Cà Chua sẽ cho các bạn này xuống dưới nhà để cho các bạn ấy chạy lung tung trong căn phòng này và quay lại cho các em xem ha. Nào mấy bạn ơi, ra đây chơi đi. Ra đây. Các em biết không, trong ba bạn này thì bạn Đốm á, là một bạn rất là tinh nghịch. Tiếp theo là bạn Pinky. Và bạn Bunny thì có vẻ như là trầm tính hơn. Rồi các bạn này rất là thích ăn rau lang, cho nên chị Cà Chua đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Đâu rồi, Đốm, Đốm ơi. Rau, rau. Ôi, chưa ngửi thấy. Làm gì á? Thấy chưa? Bạn Đốm rất là tinh nghịch luôn. Rồi,
gonna change my mind. You're headstrong forward, but this time around I'm taking my time. Don't push me. I'm not coming down. I'm not giving up. Chị lấy thêm ma cỏ đồ ăn này cho các bạn. Wow, rất là thơm. Để ra đây xem các bạn có lại ăn không. Bạn Bunny cứ đi đâu ấy? Đây, của em đây. Xù đâu rồi ta? À, hình như bạn xù buồn ngủ cái bạn cái tiêu kia, bạn xù đã chui vào trong góc và nằm liêm diêm có vẻ như sắp ngủ á. Các em xem kìa, đúng là hai bạn kia rất là thích ăn rau lang luôn. Mỗi lần chị cho ăn rau lang là các bạn ấy ăn rất là nhiệt tình. Các em xem nè, bạn đốm của chúng ta ăn rau lang say sưa luôn, ăn từ đầu tới cuối luôn. Một mình bạn ấy hả, quất hết giống như một đĩa rau lang vậy đó. Các em xem bạn Na nè, bạn Na nha là vô địch tất cả các loại đồ ăn luôn, tức là chị cho cái gì cũng ăn được nha, ăn đồ ăn chị mua cũng được nè, ăn cỏ này cũng được nè, ăn rau lang cũng được nè, ăn tất cả mọi thứ mà chị Gà Chua cho nên là bạn ấy rất là mau lớn. Chị Gà Chua chưa dám cho bạn Na ra nhà như vậy tại vì chị sợ là bạn Na sẽ cắn các bạn khác. Khi nào như các bạn khác ăn no rồi, giỡn mệt rồi đi ngủ thì chị sẽ cho bạn Na ra chơi một mình. Tội nghiệp Na quá à. Ai biểu Na hung dữ chi.
Trời ơi, Kem ơi, Kem thấy bạn Xù của chúng ta ăn có dễ thương không? Chị không thấy cái mặt mũi bạn ấy đâu luôn á, bạn chúi vào đây lông phủ hết luôn. Trời ơi, dễ thương quá à. Úi chà, úi chà. Trời ơi, bạn Xù của chúng ta vừa có một cú nhảy rất là đẹp các em ơi. Dễ thương quá. Sau một hồi bốn bạn này đã tung tăng chạy nhảy và ăn rất là nhiều, quậy rất là nhiều, chị đã cho các bạn ấy vào lòng rồi. Bạn Xù thì đang ở trên bàn kia. Bây giờ sẽ tới giờ chơi của bạn Na. Rồi, bạn Na xin mời bạn Na ra ngoài. À, bạn Na của chúng ta rất là dài luôn. Na đi đâu đó? Na lại ăn đi. Do là cái nền nhà của chúng ta khá là trơn cho nên là bạn Na đi rất là chậm, chập chững. Bạn ấy sợ trượt té đó các em. Kem ơi, vậy là giờ chơi của các bạn đã kết thúc rồi. Bạn Xù của chúng ta rất là thân thiện luôn, cực kỳ thân thiện. Bạn ấy cứ đi tìm bạn Na và ba bạn này để chơi đó các em ạ. Nhưng mà ba bạn này thì cũng rất là hòa đồng, còn bạn Na thì không. Bạn Na chỉ có cắn thôi, cho nên là bạn Xù chỉ không có dám cho lại gần bạn Na nhiều. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như em nào thích những bạn thỏ này thì hãy tặng cho chị Cà Chua một like. Em nào chưa đăng ký thì hãy nhanh tay bấm nút đăng ký nha. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.